Ban đầu chỉ tham gia với cái câu chuyện này cho vui, nhưng mà sau này thì tham gia cho chết con mẹ nó luôn. Và khi mà chết con mẹ nó luôn thì đương nhiên số lượng cổ phần nắm giữ ở những cái cổ phiếu này, mặc dù nó là rác thôi, nó chả là cái gì cả, nó chỉ là cổ phiếu cổ phần thôi, nhưng mà họ vẫn lao vào chơi, lao vào mua, và mua như kiểu là chưa bao giờ được mua. Cái điều khó nhất đó chính là xin được cấp phép. Ở trong thị trường bất động sản thì xin được cấp phép xây dựng, xin được cấp phép dự án, xin được cấp phép chuyển đổi mục đích từ các cái sản phẩm, ví dụ như là đất trồng cây lâu năm, ví dụ như là đất hai lúa, thành đất có thể xây dựng được, có thể lên sổ hồng để xây dựng được. Còn trong thị trường chứng khoán, cái điều khó nhất đó là xin phép được niêm yết lên các cái sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đó thì cái điều khó hơn đó là xin phép được phát hành thêm. Và cả bất động sản và cả chứng khoán, nó đều có chung một cái phương pháp, một cái cách thức để có thể kéo giá, sau đó thì phân phối. Và cái quy trình kéo giá, phân phối thì nó có tính tương tự nhau. Như video cách đây không lâu thì chúng tôi đã trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn về cái cách thức mà các cái đội nhóm trong thị trường bất động sản kéo giá như thế nào và phân phối lại cho những người dân địa phương ra làm sao. Thắng ơi sẽ để lại cái đường link ở phía dưới phần mô tả nội dung của video này để anh chị và các bạn nào có nhu cầu nắm về cái phương pháp kéo giá trong thị trường bất động sản biết để có thể theo dõi. Trong cái thời lượng của vlog này thì Thắng ơi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn về cái cách thức mà các cái đội nhóm đã và đang kéo giá cổ phiếu, sau đó thì tìm cách phân phối lại như thế nào. Thưa anh chị và các bạn, là hoạt động trong cái lĩnh vực chứng khoán cũng khá là lâu năm, thì có một khoảng thời gian tôi được tiếp xúc với một số các cái ban ngành cũng như là tiếp xúc với một số ban lãnh đạo của các công ty chứng khoán, được đi ăn, được trao đổi và chia sẻ với những người có nhiều kinh nghiệm và thâm niên trong cái lĩnh vực đầu tư tài chính. Thì tôi có đặt ra một cái câu hỏi là liệu thì chúng ta có thể kéo giá cái cổ phiếu của chính công ty mình lên được không? Thì có một câu trả lời mà tôi nhớ tới tận ngày hôm nay, đó là kéo bao nhiêu cũng được, giá có thể được kéo lên là bất kỳ giá nào nếu muốn, khi mà chúng ta nắm trong tay cái phần lớn, tức là cái tỷ lệ chi phối cái cổ phần của doanh nghiệp. Nhưng cái vấn đề được đặt ra đó là kéo lên rồi thì bán cho ai? Vậy cái câu chuyện của các cái đội kéo giá trên thị trường chứng khoán vẫn là câu chuyện tìm các cái giải pháp để có thể bán được cho ai. Nếu thông thường thì với cái tư duy, những cái lập luận thông thường của các cái nhà đầu tư tài chính cá nhân, thì họ nghĩ rằng một cái đợt kéo giá mà cổ phiếu được sắp đặt, được lên kế hoạch thì thường là 10%, 20% trong cái khoảng thời gian một vài tháng. Thưa anh chị và các bạn, thì cái điều đó là điều quá bình thường, và các cái dịch chuyển của giá cổ phiếu cũng như là những cái đợt hoảng loạn cũng như là những cái đợt hưng phấn của thị trường tài chính thì 10 hay 20% nó là điều hoàn toàn bình thường và chả cần phải kéo giá, thì nó cũng tự động có thể có những cái dịch chuyển như vậy. Ở một số các cái cổ phiếu hoặc là một số các cái doanh nghiệp có những cái thông tin tích cực hoặc là có những cái thông tin tiêu cực, thì giá cổ phiếu nó hoàn toàn có thể dịch chuyển trong một khoảng thời gian ngắn từ 15 tới 20% là hoàn toàn bình thường. Là bởi vì cái biên độ giao dịch được quy định của Ủy ban chứng khoán trong ngày là 7% ở sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 10% ở sàn Hà Nội và 15% ở sàn Upcom. Do đó thì có thông tin tiêu cực thì chỉ cần hai phiên mà tiêu cực thôi thì giá cổ phiếu đã có thể giảm từ 10 tới 15%.
Còn nếu như mà có thông tin tích cực của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất thường nào đó thì giá cổ phiếu hoàn toàn có thể tăng từ 10 tới 20% là điều rất là bình thường. Vậy các cái chu trình, các cái hoạt động kéo giá mà để có thể phân phối lại được với một cái khối lượng thực sự là đủ lớn, giá trị của thương vụ lên tới vài trăm tỷ, thậm chí là có những thương vụ lên tới cả hàng ngàn tỷ, thì câu chuyện nó không còn chỉ là cái việc là một vài tháng hay là cái kế hoạch ngắn hạn 15-20%, mà câu chuyện nó sẽ được kéo dài có khi lên tới 5 năm, thông thường thì từ 1 tới 3 năm, và cổ phiếu thì đôi khi được kéo lên mức tăng gấp 5 lần so với cái giá ban đầu. Tiêu biểu nhất trong các cái đợt kéo giá phân phối cổ phiếu của cái giai đoạn 2016-2017 chúng ta phải kể đến, và đó cũng là cái điển tích của thị trường chứng khoán Việt Nam mà Thắng ơi đã nhắc và chia sẻ với anh chị và các bạn nhiều. Nó là một cái ví dụ khá là điển hình cho những cái cổ phiếu đầu cơ được niêm yết lên sàn với cái thời điểm bắt đầu của cái doanh nghiệp là gần như là không có gì. Vốn hóa khi thành lập nó chỉ vén vẹn 2 tỷ đồng, và cổ phiếu đợt này thì đã được đưa lên sàn niêm yết và đã giao dịch ở cái vùng giá khởi điểm bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán là 13.000 đồng. Sau đó thì bằng một số các cái nghiệp vụ, bằng một số các cái giải pháp, thậm chí cổ phiếu này còn được bán cho cả ETF cũng như là một số các cái nhà đầu tư nước ngoài. Thực hư của câu chuyện các nhà đầu tư nước ngoài có mua hay là chỉ là đơn vị thu hộ chi hộ cho cái thương vụ thành lập, kể giá cổ phiếu tăng mạnh trong một cái khoảng thời gian từ 13.000 mà tăng lên tới thời điểm là 210,000 đấy, có thời điểm là cán mốc là 230.000, đưa PE của cổ phiếu này lên tới 130, tức là một cổ phần mua trên thị trường chứng khoán chấp nhận mua với cái giá là 130 đồng cho một đồng lợi nhuận. Đây là một trong những cái PE rất là bất thường và nó là nghịch lý của thị trường chứng khoán toàn cầu. Tuy vậy thì cái việc mà đưa ra một cái setup, một cái cuộc chơi thực sự là rất dài, đưa giá cổ phiếu từ cái mức từ 13 mà để có thể đưa lên được tới mức 230.000, thì với những cái cổ phiếu thông thường có thanh khoản cao, số lượng những nhà đầu tư tham gia nhiều và tỷ lệ free lot, tức là cái tỷ lệ có thể giao dịch được ở ngoài thị trường mà chiếm một cái tỷ trọng trên 50%, khối lượng cổ phiếu trên 400-500 triệu cổ phiếu thì chắc chắn là điều không thể làm được. Tuy vậy, với những cái cổ phiếu mới lên sàn, với những cái doanh nghiệp mà cái điểm mấu chốt khó nhất đó là xin được phép niêm yết, thì bằng một cách nào đó thì các cái doanh nghiệp này đã có thể làm thủ tục xin được ủy ban cấp phép cho niêm yết lên sàn và đưa ra những cái kế hoạch kinh doanh được coi là những cái kế hoạch bánh vẽ thần thánh, kéo cổ phiếu lên từ mức 13.000 lên 230.000 nhờ vào việc là 98 đến 99, thậm chí là cả 100% cái cổ phần của các cái doanh nghiệp này thì nằm trong tay một nhóm các cái nhà đầu tư. Thì cái nhóm nhà đầu tư này thì khi mà họ sử dụng cái biện pháp gọi là sang tay liên tục ở hàng trăm, thậm chí là vài trăm tài khoản khác nhau, họ sử dụng cái giải pháp đó là lấy cán bộ công nhân viên của công ty, yêu cầu cán bộ công nhân viên, có những doanh nghiệp thì có tới hàng ngàn cán bộ nhân viên mở tài khoản, sau đó thì khuyến khích cán bộ công nhân viên cùng nhau mua cổ phiếu và cam kết rằng là giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian sẽ tăng đến một mức độ nào đó. Sau đó thì họ dùng nhiều tài khoản như vậy sang tay nhau, thì rõ ràng là một vài ba tài khoản, vài ba chục tài khoản thì các cái đơn vị giám sát có thể nhìn ra, nhưng cả hàng nghìn tài khoản cùng giao dịch và sang tay thì chắc chắn là không thể có thể phát hiện ra được. Và để chứng minh được cái vi phạm trong cái câu chuyện thao túng giá cổ phiếu như thế là điều không thể và rất là khó, gây ra rất nhiều khó khăn cho các cơ quan quản lý. Thì bằng cái biện pháp này, tỷ lệ gọi là sở hữu thì cao, gần như là không có cổ phần free lot bên ngoài, thì coi giá cổ phiếu kéo lên bao nhiêu cũng được. Như cái câu nói của một lãnh đạo công ty tôi đã từng nói, đó là kéo lên giá bao nhiêu thì dễ, nhưng mà bán cho ai thì mới là vấn đề. Vậy thì cái câu chuyện bán cho ai, thì khi mà giá cổ phiếu này tăng cao, thì với cái lòng tham, trước đó đã chia sẻ với anh chị và các bạn về lòng tham của các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư nhỏ lẻ, kém hiểu biết, ít kinh nghiệm, thì khi họ tham thì họ mua một cách bất chấp, thấy cổ phiếu mà tăng từ 13.000 mà lên tới cả hàng trăm nghìn, tức là tăng lên tới cả hàng chục lần, thậm chí thời điểm cao nhất lên tới 230.000 thì tăng tới 23 lần, thì thưa với anh chị và các bạn là lòng tham trỗi dậy.
cái máu cờ bạc của người dân Việt Nam thì thực sự là quá lớn, nên là họ đã lao vào mua. Và cái lượng mua này thì thực sự không nhiều, nhưng nó bắt đầu tạo ra cái vòng xoáy của cuộc chơi. Cuộc chơi nó bắt đầu từ khi có những nhà đầu tư khác tham gia cái cuộc chơi gọi là kéo giá và thao túng giá cổ phiếu. Khi không chỉ cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp tham gia cái cuộc chơi mà có những nhà đầu tư cá nhân khác, thì số lượng các nhà đầu tư tham gia vào cái chu trình kéo giá cổ phiếu nó lên tới cả hàng vài chục nghìn người. Thì rõ ràng cơ quan chức năng là bó tay với những cái thương vụ như này, bởi vì theo cái quy định của luật chứng khoán thì cái số lượng nhà đầu tư bao nhiêu và giao dịch sang tên gọi là qua lại thì mới có thể chứng minh được cái câu chuyện đó là nhóm nhà đầu tư thao túng. Nhưng vài chục nghìn nhà đầu tư thì rõ ràng nó đã mang tính chất thị trường. Và từ đây thì giá cổ phiếu sẽ bắt đầu được hạ nhiệt. Hạ nhiệt bằng cách là khi mà tăng lên như từ 13.000 lên tới 230.000 thì chả có ai có thể có cổ phiếu đâu mà bán. Bởi vì họ nắm cả rồi thì lấy đâu mà bán. Giống như câu chuyện là anh chị và các bạn, tôi lấy ví dụ như cái nón của tôi thôi. Tôi nắm toàn bộ cái nón, tôi có 2 triệu cái nón thì tôi chả bán cho ai cả. Tôi chỉ bán sang tên cho anh chị em họ hàng rồi cán bộ công nhân viên của công ty tôi thôi. Hàng vài nghìn người, tôi thích thổi bao nhiêu chả được. Ngày hôm nay tôi bán giá 10.000, ngày mai tôi bán giá 1 triệu, ngày hôm sau nữa tôi bán giá 5 triệu. Bao nhiêu cũng được hết và chả có ai ngoài cái nhóm của chúng tôi là có thể mua được cái nón. Vậy thì nón được định giá bao nhiêu, nó là do tôi quyết định. Khi mà nó cao lên mức 230.000 rồi, thì nếu như ngay từ ban đầu có người đặt ra là tại sao định giá ngay từ đầu 230.000. Thưa bên triệu bạn, một công ty mà vốn hóa ngay từ khi thành lập mới có 2 tỷ đồng mà đẩy lên sàn xong cái vốn hóa lên tới cả hàng chục nghìn tỷ, thì thưa hỏi là định giá như vậy thì người ta cười vào mặt. Nhưng mà khi mà lên thị trường rồi thì giá tăng lên là do nhu cầu của thị trường, đổ lỗi cho thị trường và nói rằng đó là do giá cả thị trường. Vậy thì khi mà bắt đầu for sale, tức là khi họ bắt đầu hạ giá, mỗi lần họ hạ giá thì họ nhúng giá xuống rất là sâu. Ví dụ 230.000, họ bắt đầu hạ giá bán. Khi họ sang tên giá cao, họ hạ giá bán xuống giá thấp từ 230.000 về khoảng tầm 90.000 thôi. Nhiều nhà đầu tư sẽ đánh giá rằng là cổ phiếu này quá rẻ so với mức đỉnh của nó. Đây là câu chuyện của lòng tham. Lòng tham thứ nhất đó là tham khi cổ phiếu tăng lên. Lòng tham thứ hai là tham mua được cổ phiếu giá rẻ so với trước đó. Nhưng họ không biết rằng là 230.000 của cổ phiếu tăng lên hay giảm đi đều là do họ lập ra cái kế hoạch. Câu chuyện càng vui hơn, số lượng nhà đầu tư lúc này càng lúc càng nhiều hơn. Và nhiều người khi mà tham lam mua ngay cái vùng giá 200 đến 230.000 thì chắc chắn là họ đã mất khá là nhiều tiền. Vì vậy thì khi cái lòng tham nó trỗi dậy, cay cú với cuộc chơi thì bán nhà cũng bán. Câu chuyện dẫn đến là rất nhiều những người ban đầu chỉ tham gia với cái câu chuyện này cho vui, nhưng mà sau này thì tham gia cho chết con mẹ nó luôn. Và khi mà chết con mẹ nó luôn thì đương nhiên số lượng cổ phần nắm giữ ở những cái cổ phiếu này, mặc dù nó là rác thôi, nó chả là cái gì cả, nó chỉ là cổ phiếu cổ phần thôi, nhưng mà họ vẫn lao vào chơi, lao vào mua, và mua như kiểu là chưa bao giờ được mua, mặc dù nó chỉ là giấy lộn. Bởi vì nếu theo phương pháp định giá thì nó không có các cái cách thức nào có thể định giá được một cổ phiếu mà với PCE là 130. Chả có cái quốc gia nào trên thế giới có thể định giá là như vậy cả. Rồi, đây, bắt đầu đến đoạn này thì nó mới vui này anh chị và các bạn. Khi hạ giá về 90 rồi thì nhiều người vẫn là hồ hởi phấn khởi với câu chuyện bắt được giá thấp, bởi vì cuộc chơi tiếp tục được kéo lên lần thứ hai. Cuộc chơi phân phối đỉnh thứ hai sẽ được bắt đầu. 90 sẽ kéo lại chạm mốc 230, thậm chí đôi khi còn có thể kéo lên vượt cả 230. Thì một số nhà đầu tư bắt đáy cảm thấy vui vẻ khi mà cái đỉnh thứ hai được thiết lập từ 190 đến 100 mà kéo lên gần như là gấp đôi. Lúc này thì chính họ, những người mà tham gia với cuộc chơi này thì chắc là cũng không nhiều lắm đâu, nhưng mà đã là người đưa tin, người trung gian để đem cái thông tin rằng là làm ăn kiếm được lời, cũng như những người mà có cái lòng tham mua ngay cổ phiếu từ vùng giá thấp 17, 20, 25, 30 hưởng được một chút cái lợi tức khi mà giá cổ phiếu lên cao. Mặc dù khối lượng cổ phiếu tham gia chỉ là cho vui một vài ngàn, nhưng mà họ chính là cái loa phóng thanh để lan tỏa cái cuộc chơi này, và gần như họ cũng là người truyền thông miễn phí cho cái việc kéo giá và thao túng cổ phiếu. Khi các doanh nghiệp bắt đầu kéo được cái số lượng người chơi, cái người tham gia
thực sự là rất lớn. Họ còn có vẽ ra những cái bánh vẽ đưa cái giá cổ phiếu từ một cổ phiếu ban đầu là chỉ có 2-3 tỷ vốn chủ sở hữu đưa lên đến hàng chục nghìn tỷ, có cái tỷ lệ tương tác với thị trường rất là lớn, tỷ trọng so với chỉ số VN Index là cao, thì ETF bắt buộc phải mua vào, bởi vì ETF là một trong những cái quỹ mà họ là cái quỹ cân đối về chỉ số, do đó thì họ buộc phải mua khi tỷ trọng cổ phiếu nâng cao, nếu không thì họ sẽ bị fail với chỉ số. ETF tham gia đồng nghĩa với câu chuyện đó là truyền thông, nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức cũng tham gia cuộc chơi, lúc này càng lúc càng sôi động. Các nhà đầu tư trong nước thấy rằng là nước ngoài cũng đổ xô vào mua thì họ sẽ đổ xô vào nhiều hơn. Kết cục cuối cùng đó chính là câu chuyện chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên ồ ạt đăng ký bán ra ở một cái vùng giá 230.000 trở xuống. Họ thậm chí hạ giá về tới vùng giá 10.000 vẫn ok. Bởi vì chính với cái cổ phiếu này phát hành lần đầu 10.000 cũng chả có chó nào nó mua đâu. Nhưng mà khi mà cuộc chơi đã kéo dài lên tới vài tháng, vài năm, thậm chí là cổ phiếu đã được kéo dài khoảng 3 năm trong cái chu trình như vậy, thì họ bắt đầu for sale, hạ giá vốn, giảm từ 230, giảm về vùng 25, khối lượng cổ phiếu tăng lên đột biến, mỗi ngày giao dịch 40 triệu cổ phiếu, đem lại cái nguồn doanh thu cực lớn cho Ủy ban chứng khoán, cho Sở giao dịch chứng khoán, thì đương nhiên họ có thể sẽ im lặng và bật đèn xanh cho cuộc chơi tiếp tục. 40 triệu cổ phiếu, 30 triệu cổ phiếu được giao dịch hàng ngày, vòng xoay của hòn tuyết lăn bắt đầu, thì bắt đầu lúc này thì các cái ông chủ trong doanh nghiệp họ sẽ tiếp tục bán ra các cổ phiếu, và khi mà người ta mất mát, khi người ta chỉ là tham gia cho vui, sau đó thì người ta tham gia cho chết, rồi sau đó người ta tham gia để bán nhà, thì rất nhiều người đã mất mát rất nhiều trong những thương vụ này. Điển hình của cái thương vụ này thì tôi có thể khẳng định với anh chị và các bạn là hàng chục ngàn người đã mất rất nhiều tiền khi cổ phiếu rớt từ 230.000 và ngày hôm nay thì giá chỉ còn có 8.000 thôi, và nhiều khả năng dự báo trước đó thì nhiều khả năng là cổ phiếu này về 2 hoặc 3.000. Thưa anh chị và các bạn là câu chuyện này thì có ai cảnh báo hay không? Thưa có, trên kênh Thắng ơi đã từng cảnh báo với anh chị và các bạn tại vùng 230.000 là nói về cái câu chuyện là cổ phiếu và gọi là bất thường, có cái tựa đề là câu chuyện vái đái định giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì anh chị và các bạn search trên Google, YouTube sẽ ra được cái video cũ tại thời điểm 230.000 thì Thắng có cảnh báo về cái câu chuyện này. Thì hy vọng rằng là những cái chia sẻ về cái phương pháp, cái cách thức, một trong rất nhiều những cái phương pháp gọi là thao túng giá cổ phiếu, kéo giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán, thì đem lại cái hữu ích cũng như là góc nhìn cho quý anh chị và các bạn tham gia đầu tư, hoạt động kinh doanh, nhiều cái thông tin cũng như nhiều cái kiến thức để giúp ích cho cái việc làm ăn và tránh xa những cái chỗ mà có thể gây ra mất tiền, mất nhà, thậm chí là mất cả vợ con nữa. Thì hy vọng anh chị và các bạn cảm thấy video này hữu ích. Đừng quên là đăng ký kênh để tiếp tục nghe cùng chia sẻ với Thắng ơi về những cái chia sẻ về cách thao túng khác mà chúng tôi sẽ chia sẻ trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.